Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần hôm nay. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một cuối tuần chúng ta vẫn có một cái chương trình đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề, có thể nó liên quan tới thời sự, có thể liên quan tới những vấn đề mà quý vị quan tâm trên mạng xã hội, và cũng có thể nó là câu chuyện của quá khứ lịch sử. Và trong chương trình ngày hôm nay, trước khi bước vào thì vẫn đưa cái thông báo cho quý vị đã, là diễn hành quốc tế lần thứ 37 ở tại New York. Đây là một cái diễn hành văn hóa của nhiều cộng đồng và nhiều sắc tộc trên thế giới. Trước đây do Liên Hiệp Quốc tổ chức, và bây giờ thành phố New York vẫn duy trì cái lễ hội này mỗi một năm. Hai năm bị đại dịch đã không thể thực hiện được, năm nay đã quay trở lại, và cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản chúng ta hân hạnh đã có mặt từ những năm đầu cho tới bây giờ. Do đó, quý vị nào mà muốn tham gia ngày 11 tây tháng 6 sắp tới đây, thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với lại Thu Tara số điện thoại trên màn hình, hoặc quý vị nào muốn đóng góp, muốn bảo trợ, cũng liên lạc với Thu ở với số điện thoại trên. Hy vọng rằng khán giả của TNP Channel sẽ tham gia thật đông đảo để chúng ta có được một cái tiếng nói mạnh cho cái sức mạnh cộng đồng của chúng ta. Cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ thì đi qua cái đề tài quý vị. Trong mấy ngày qua thì tôi có nói chuyện với lại Mục sư Nguyễn Công Chính, người đang có một cái chiến dịch vận động rất là nhiều. Và Mục sư Nguyễn Công Chính là người đã bị Cộng sản Việt Nam tống vào tù vì các cái quan điểm chính trị khác biệt của ông đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và sau khi được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ can thiệp qua Mỹ, ông vẫn không dừng lại cái công cuộc đấu tranh của mình. Và ông đã đi vận động khắp nơi, đặc biệt có một cái điểm son là Mục sư Nguyễn Công Chính đã vận động được rất nhiều những cộng đồng thiểu số liên kết lại thành một cái tổ chức, và họ lấy một cái tên là Dân tộc Tự quyết, để mà tranh đấu cho cái vấn đề gọi là buộc Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận một cái thể chế khác thay vì họ độc quyền cai trị đất nước Việt Nam. Này thì quý vị, Mục sư Nguyễn Công Chính vẫn tiếp tục con đường này. Tuy nhiên trong cuộc nói chuyện với ông và tôi thì có lẽ là nó có một cái ý kiến khác từ phía của tôi. Tại vì tôi không muốn dùng chữ dân tộc tự quyết. Và tôi có giải thích với ông, thì sẵn câu chuyện của tôi với ông thì tôi cũng nói rõ một lần ở trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay về cái sự tranh đấu của người Việt ở trong nước. Tại vì chúng tôi, giống như tôi đã nói quý vị, là chúng tôi ở bên ngoài rồi. Chúng tôi không còn có cái liên hệ gì tới Việt Nam, ngoại trừ đây là cái quê hương gốc. Còn cái quê hương thật sự và quê hương cuối cùng của chúng tôi vẫn là nước Mỹ. Tuy nhiên từ cái câu chuyện tranh luận của tôi với lại Mục sư Nguyễn Công Chính thì tôi có thể đưa những cái khái niệm này cho quý vị, để quý vị ở trong Việt Nam, đặc biệt là những quý vị ở miền Nam, nhìn thấy rõ cái sự chính danh và cái công cuộc tranh đấu của quý vị. Và Mục sư Nguyễn Công Chính cũng đưa một số những cái ý kiến tương đối tốt. Tuy nhiên thì trong cái cuộc nói chuyện này tôi chỉ nói phần của tôi nói chuyện với Mục sư Nguyễn Công Chính mà thôi. Còn cái vấn đề còn lại thì do chính khán thính giả từ ở hải ngoại hoặc tự ở Việt Nam tự đưa ra cái quyết định của chính mình. Tại vì tôi thì tôi không đồng ý dùng cái chữ dân tộc tự quyết. Lý do tại sao tôi không đồng ý? Lý do là như vậy. Thật sự chữ này nó là một cái cụm chữ nhìn rất là đẹp. Nhưng nếu chúng ta đi theo cái khuynh hướng đấu tranh theo cái kiểu gọi là dân tộc tự quyết thì chúng ta sẽ rơi vào một cái vùng màu xám mà chúng ta đã bị từ mấy chục năm nay. Tức là dân tộc tự quyết, tức là Cộng sản có thể sử dụng 4 triệu đảng viên, 5 triệu đảng viên của họ hay là thân nhân của họ cũng nằm trong cái khối dân tộc Việt Nam. Và quý vị, do đó cái cuộc tranh cãi qua cãi lại của cái vùng màu xám này, chúng ta cãi 100 năm cũng chưa xong. Do đó tôi không muốn dùng cái chữ dân tộc tự quyết là như vậy, mà tôi dùng cái chữ khác là chữ miền Nam tự quyết. Có lẽ quý vị sẽ thấy, ủa, ông Trần Nhật Phong này chơi cái trò bắt đầu phân biệt vùng miền. Nó không phải phân biệt vùng miền, mà nó có đầy đủ chính danh quý vị. Trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay của tôi, để cho quý vị thấy rõ là tại sao tôi dùng chữ miền Nam tự quyết. Tại vì dùng chữ này thì có nghĩa là chúng ta loại được cái tư cách của Đảng Cộng sản ra khỏi lãnh thổ của miền Nam Việt Nam. Nếu quý vị đấu tranh theo hướng này, còn nếu quý vị đấu tranh theo hướng dân tộc, đánh đồng cả lẫn Bắc lẫn Nam,
thì quý vị, Cộng sản vẫn có thể đánh đồng họ là dân tộc được. Và họ đang làm chuyện này. Và đã làm chuyện này và đang làm chuyện này. Tức là Cộng sản, họ đi theo chủ nghĩa Cộng sản. Họ nói tiếng Việt, nhưng toàn bộ hệ thống giáo dục của họ được đào tạo theo khối Cộng sản. Do đó, nếu mà nói một cách chính thức, họ chỉ nói tiếng Việt thôi. Chưa chắc họ là con dân của Việt Nam. Họ là con dân của chủ nghĩa Cộng sản. Thì quý vị, do đó tôi không có muốn cái chuyện mà họ đánh đồng họ là dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam có cái truyền thống rất rõ ràng. Và đặc biệt tôi cũng không muốn đánh đồng cái việc của người của miền Nam nữa. Tại vì sao quý vị? Tại sao tôi nói như vậy? Nhiều người đã nhắc với tôi về cái Hiệp định Paris. Và lúc nào quý vị cũng nhớ, khi quý vị nhắc tới Hiệp định Paris là tôi gạt ngay. Tôi gạt ngay là bởi vì thứ nhất là mặc dù Cộng sản Việt Nam vi phạm cam kết của Hiệp định Paris, nhưng Hiệp định Paris chỉ là cái ngọn để giải quyết cái vấn đề chiến tranh lúc đó nó đã tới giai đoạn khốc liệt năm 1973. Do đó, cái Hiệp định Paris nó chỉ là cái ngọn để đôi bên tạm thời giải quyết cái vấn đề ngưng bắn và cái quyết định của người Mỹ rời khỏi chiến trường Việt Nam. Nó không phải là cái chính danh thật sự của chúng ta. Cái chính danh thật sự là Hiệp định Geneva năm 1954. Không phải năm 1945. Năm 1945, Cộng sản đã cướp chánh quyền một cách bất hợp pháp. Và đến năm 1954, với sự chứng kiến của cộng đồng quốc tế, thì vĩ tuyến 17 đã được vạch ra. Một nửa miền Nam Việt Nam là một quốc gia có thực thể. Và một nửa ngoài Bắc ở bên kia là do chủ nghĩa Cộng sản cai trị. Và những người nào có tinh thần quốc gia thì đi vào trong miền Nam. Thì quý vị, miền Nam đã chính thức có một cái tên chính thức của họ trên Liên Hiệp Quốc. Tôi tạm thời dùng cái chữ chính danh này đi. Mặc dù cá nhân tôi thì chả tin vào cái cơ chế Liên Hiệp Quốc đâu. Bởi vì họ là một cái ổ tham nhũng trong đó. Nhưng quý vị, từ năm 1954 thì với sự xác nhận của Liên Hiệp Quốc, một nửa miền Nam là một cái chính thể rõ ràng. Và tên chính thức của nó đã được lập ra từ năm 1956 sau cuộc bầu cử đầu tiên ở miền Nam. Mà lúc đó thì cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đắc cử Tổng thống đầu tiên và chính thức thành lập cái thể chế miền Nam Việt Nam, tức là thể chế Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta thường gọi là nền đệ nhất Cộng Hòa. Thì quý vị, là chúng ta đã có đầy đủ nền kinh tế riêng. Chúng ta có một cái chính danh tại Liên Hiệp Quốc. Chúng ta có đầy đủ những cái lực lượng quân sự, chúng ta có một nền kinh tế, chúng ta có một cái văn hóa riêng và chúng ta có đầy đủ tất cả một cái thể chế hành chính của một quốc gia riêng ở miền Nam. Do đó tại sao tôi lấy cái dấu mốc của năm 1954? Chứ tôi không có dùng cái dấu mốc của dân tộc tự quyết theo kiểu của mục sư Nguyễn Công Chính. Bởi vì nếu mà xét tới dân tộc, quý vị, chúng ta sẽ bị đánh đồng. Do đó tôi chỉ dựa trên cái địa hình, chứ tôi không dựa trên con người. Mục sư Nguyễn Công Chính thì ông muốn đi trên cái tinh thần con người, cho nên ông dùng chữ dân tộc tự quyết. Còn tôi thì không dựa trên con người, tôi dựa trên địa hình. Tôi dùng chữ miền Nam tự quyết, tức là bất kể những ai đã sống ở miền Nam từ cái vĩ tuyến 17 trở vô trước năm 1975 thì quý vị, họ có một cái thể chế thật sự. Trước khi mà chúng ta bị cướp cái chính quyền và chúng ta bị xâm lăng bởi lực lượng Cộng sản ở ngoài Bắc, thì chúng ta đã có một cái thực thể và thực thể đó đã có mặt ở trên Liên Hiệp Quốc. Đó là điều thứ nhất mà tôi khẳng định với quý vị. Điều thứ hai mà sự khác biệt của tôi với lại của mục sư Nguyễn Công Chính, tôi nói về mặt lý luận. Nếu luật sư đi về hướng con người, thì bây giờ tôi nói thẳng với mục sư là mục sư sẽ bị Cộng sản nó bẻ họng mà không đỡ được. Bây giờ Nga tấn công Ukraine, Nga cũng chứng minh con người, người dân Ukraine là gốc Nga. Rồi Trung Quốc đang lăm le xâm chiếm Đài Loan. Họ nói 100% dân chúng Đài Loan nói tiếng Mandarin, tức là tiếng quan thoại, là người Trung Quốc. Thì mảnh đất đó thuộc về Trung Quốc. Nếu mục sư Nguyễn Công Chính đi theo cái hướng gọi là dựa trên yếu tố con người, tôi nói no, tôi dựa trên yếu tố địa hình. Địa hình tức là từ cái Hiệp định Geneva năm 1954 chia đôi cái Việt Nam ra.
thì một nửa từ vĩ tuyến 17 trở vô, bao gồm cả Hoàng Sa, Trường Sa, là thuộc chủ quyền của người miền Nam. Bất kể cái tên của thể chế đó đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa, hay trước đó 2 năm là dưới thời của quốc trưởng Bảo Đại. Nó vẫn là một cái thể, nó vẫn là một cái thực thể và là một quốc gia độc lập hoàn toàn. Trước khi Cộng sản đã xâm chiếm miền Nam của chúng ta năm 1975. Do đó, tôi chọn cái địa hình, chứ tôi không chọn con người. Và chọn cái địa hình, tôi chứng minh cho mục sư Nguyễn Công Chính thấy là Đài Loan. Chính ra họ đâu phải là của Trung Quốc. Họ có cái văn hóa gần gũi với người Nhật hơn. Và những cái dân tộc ở phía Nam Thái Bình Dương hơn. Chỉ là người Hoa tràn qua phía Đài Loan, lập quốc ở đây. Và chiếm đất của người Formosa, lập ra cái là Trung Hoa Dân Quốc. Chứ thật sự quý vị, mảnh đất Đài Loan chưa bao giờ thuộc về Trung Quốc cả. Thì cái địa hình của Đài Loan rất rõ ràng như vậy. Cho nên tôi mới nói với mục sư Nguyễn Công Chính là tôi chỉ ủng hộ cho cái quyền tự quyết của người miền Nam. Bởi vì chúng ta là một quốc gia có chính danh đàng hoàng từ năm 1954. Ở từ vĩ tuyến 17 trở vô. Và cái đó đã được thừa nhận bởi cộng đồng quốc tế. Còn cái hiệp định Paris năm 1973, nó cũng chỉ dựa trên cái gốc của vấn đề là cái hiệp định Geneva năm 1954 thôi. Để nó giải quyết tạm thời cái cuộc chiến đã khốc liệt năm 1972 cho tới năm 1974. Do đó, cái hiệp định Paris năm 1973, nó chỉ là một cái giải pháp tạm thời. Chứ nó không phải là một cái chính thức được xác nhận cái nguồn gốc lãnh thổ quốc gia. Xác nhận nguồn gốc lãnh thổ quốc gia là năm 1954 trên Hiệp định Geneva, là lãnh thổ của miền Nam, là từ vĩ tuyến 17 trở vô, là một quốc gia riêng biệt. Do đó, cái cuộc tranh luận của tôi với mục sư Nguyễn Công Chính là ở điểm này. Và tại sao tôi đưa cái này? Bởi vì có hai lý do. Lý do thứ nhất tôi nói về mặt chính danh như tôi đã giải thích quý vị. Là năm 1954, họ đã xác nhận một quốc gia khác với Cộng sản ở miền Nam. Đó là phần chính danh. Phần thứ hai là thực tế. Tại sao tôi vẫn nói là tôi không muốn dùng chữ dân tộc tự quyết, là Cộng sản có thể đánh đồng họ là dân tộc. Bởi vì theo tôi, sau năm 1954, những ai ở ngoài Bắc sinh sau năm 1954 là họ không còn là con dân của Việt Nam nữa, mà họ là thần dân của khối Cộng sản. Họ cướp một nửa đất nước Việt Nam để dâng cho khối Cộng sản. Do đó, cái hệ thống giáo dục của Cộng sản từ năm 1954 cho tới bây giờ là thuộc khối Cộng sản, chứ không phải là của người Việt Nam. Do đó, tôi không tin những người đến từ miền Bắc Việt Nam. Những người đến từ miền Bắc Việt Nam, họ đã được đào tạo, được xây dựng, được trưởng thành trong cái môi trường giáo dục của khối Cộng sản, chứ không phải là của người Việt Nam. Do đó, tôi chỉ đứng ở cái mức này thôi. Cái vị tuyến 17 trở vô Nam thôi. Do nên tôi mới dùng cái chữ là miền Nam tự quyết. Là bởi vì đó là một cái quốc gia thật sự. Thứ hai là họ đã có đầy đủ những cái văn hóa gốc của người Việt Nam. Còn năm 1954 trở về sau này, những ai sinh sau năm đó ở ngoài Bắc, họ là thần dân và con cái của khối Cộng sản. Chứ mà họ chỉ nói tiếng Việt thôi. Chứ họ không phải người Việt Nam. Đối với tôi, rất rõ ràng như vậy. Để cho quý vị thấy rõ, có thể quý vị nói tôi kỳ thị Nam Bắc hay là phân biệt vùng miền. Nhưng mà tôi không tin là cái khối giáo dục đó. Tại vì sao? Cho tới ngày hôm nay tôi chứng minh cho quý vị thấy. Tất cả những cái bài học mà Cộng sản áp đặt lên những sinh viên và những học sinh ở Việt Nam đều nói về chủ nghĩa Cộng sản. Những bài thi trắc nghiệm đều nói về chủ nghĩa Cộng sản. Chưa bao giờ những bài thi trắc nghiệm hay là những cái bài thi mà nó nói về lịch sử của Đinh Lê Lý Trần cả, của dân tộc Việt Nam cả, mà nó chủ yếu tập trung vào cái chủ nghĩa Cộng sản. Do đó, tôi mới khẳng định với quý vị, sau năm 1954, thì những người ở ngoài Bắc và sinh sau năm 1954 đều là con dân của Cộng sản, cho nên họ học lịch sử của Cộng sản, chứ họ không học lịch sử của dân tộc Việt Nam. Và mảnh đất miền Bắc đã bị Cộng sản chiếm
từ năm 1945. Và nó trở thành một mảnh đất thuộc khối Cộng sản. Nó không còn là tài sản của người Việt Nam nữa. Tài sản của người Việt Nam bây giờ chỉ còn có từ vĩ tuyến 17 trở vô. Do đó tại sao mà tôi không ủng hộ cho Mục sư Nguyễn Rính dùng cái chữ dân tộc tự quyết là như vậy. Còn dân tộc, những dân tộc sống dọc theo miền Nam, họ có quyền tự quyết của họ, họ đã có một thể chế riêng của họ, họ có lực lượng quân sự riêng của họ, họ có nền kinh tế riêng của họ. Và họ đã chứng minh trong mấy chục năm nay, dù Cộng sản cai trị, thì họ vẫn thành công hơn. Bằng chứng quý vị thấy, dù Cộng sản cai trị, áp dụng cái hệ thống cai trị của Cộng sản ở tại Việt Nam trên toàn lãnh thổ, trên toàn cái dãy đất chữ S này, thì quý vị, cuối cùng người dân miền Nam vẫn giỏi hơn. Nền kinh tế miền Nam vẫn là mạnh hơn. Và các nước ngoài vẫn đầu tư vào Sài Gòn, đầu tư vào miền Nam nhiều hơn ngoài Bắc. Thì bằng chứng là cái nguồn thuế của tất cả các tỉnh thành mà đóng cho Cộng sản mỗi một năm đó, thì cái Sài Gòn là đóng nhiều nhất. Tại vì nhờ cái nguồn đầu tư từ nước ngoài. Mà nước ngoài tại sao không đầu tư vào thủ đô của Cộng sản Hà Nội, mà cứ đầu tư vào Sài Gòn vậy? Bởi vì họ tin tưởng với cái văn hóa và cái văn hóa và cái truyền thống lâu đời của người Sài Gòn. Họ được đào tạo bởi hai cái nguồn, cái luồng gọi là văn hóa Đông và Tây. Đông tức là cái văn hóa nho học cũ, Tây tức là cái thời mà người Pháp đã cai trị ở lục tỉnh miền Nam. Họ đã đưa cái chế độ giáo dục của Pháp vào trong miền Nam, pha trộn với lại cái nho học của nhà Nguyễn để có được một cái nền giáo dục tốt nhất ở khu vực. Do đó, nó đã có cái truyền thống về cái nguồn giáo dục đó rồi. Dù bây giờ Cộng sản có cai trị đi nữa, thì người Tây Phương hay là những quốc gia khác, họ vẫn đầu tư vào Sài Gòn, vào Bình Dương, vào những cái tỉnh miền Nam nhiều hơn là ngoài Bắc. Do đó, tôi nói cái quyền tự quyết, thì cái quyền tự quyết đó là do chính những con dân của miền Nam Việt Nam. Chứ không có liên can gì tới ngoài Bắc cả. Đó là cái câu chuyện của tôi với Mục sư Nguyễn Công Chính. Có thể quý vị ở ngoài Bắc nghe được câu chuyện này, khó chịu và chụp mũ cho tôi là kẻ phân biệt vùng miền. Nhưng mà thật sự quý vị, tôi gốc Bắc mà. Bố mẹ tôi từng nói quý vị, bố mẹ tôi là gốc Bắc. Bên ngoại tôi di dân vào miền Nam từ năm 45, bên nội tôi di dân vào miền Nam từ năm 1954. Nhưng mà quý vị, để rõ ràng chính danh và thật sự những con dân của miền Nam, họ xây dựng được cái mảnh đất này tốt lắm. Cho bây giờ Cộng sản cai trị miền Nam, nhưng mà vẫn không có thể xóa bỏ toàn bộ cái khả năng, cái tinh thần của người miền Nam. Bằng chứng là đó, quý vị thấy báo cáo tài chính của chính Cộng sản, chứ không ai hết. Vẫn là miền Nam và vẫn là Sài Gòn là nền kinh tế đứng đầu trên toàn quốc. Theo cái kiểu của Cộng sản, dùng chữ toàn quốc. Tôi thì tôi không dùng chữ toàn quốc, tại vì tôi không tính miền Bắc nữa. Vì từ năm 1954, miền Bắc không còn là đất nước Việt Nam, mà nó là thần dân của các quốc gia thuộc khối Cộng sản. Nó đã mất cái chữ Việt Nam rồi. Do đó quý vị, chính vì vậy mà quý vị thấy so sánh giữa hai miền, kể cả trước khi mà chúng ta đã mất cái quyền cai quản miền Nam vào tay Cộng sản bị cướp, cho đến bây giờ, 40 mấy, gần 50 năm sau, thì nền kinh tế của miền Nam vẫn là nền kinh tế mạnh nhất. Rõ ràng là cái nó không phải là do Cộng sản, nó do cái bản chất của người miền Nam và cái sự trù phú của người miền Nam và cái tinh thần làm việc của người miền Nam. Mặc dù bây giờ cả Sài Gòn 70% là dân Bắc Kỳ, dân di tản từ sau 75 và hoặc là bây giờ có tiền có bạc dựa vào cái đảng cai trị kiếm được tiền đi thu mua tất cả những cái tài sản mặt bằng ở thành phố Sài Gòn. Nhưng nó vẫn không xóa được hết tất cả dấu vết của người miền Nam ở đây. Bản sắc của người miền Nam vẫn còn. Và chính cái bản sắc này nó làm nên một cái nước, một cái miền Nam đặc biệt. Bất kể họ nằm dưới sự cai trị của Cộng sản. Thì quý vị, đây
chính là cái điểm mà tôi muốn nói đến cho quý vị, là tôi ủng hộ cho cái quyền tự quyết của người miền Nam, chứ tôi không ủng hộ cho cái quyền tự quyết dân tộc. Tại vì tự quyết dân tộc là quý vị đã đánh đồng cả miền Bắc lẫn miền Nam. Tôi không đánh đồng chuyện đó. Tôi phân nó ra rất rõ ràng. Và tôi giải thích lý do tại sao tôi phân ra. Chính vì vậy, mà nếu như những người ở Việt Nam mà có dịp nghe những cái livestream của những anh em khác, kể cả của người bạn của tôi là mục sư Nguyễn Công Chính, thì quý vị phải ngồi tự lý luận với bản thân của mình. Tại vì miền Nam chưa bao giờ có cộng sản cả. Miền Nam chưa bao giờ thuộc về cộng sản cả. Mặc dù bây giờ họ cưỡng chiếm bằng bạo lực, bằng vũ lực để họ chiếm cái quyền cai trị miền Nam, thì cái việc cưỡng chiếm đó là bất hợp pháp. Tôi cho là cái cuộc cưỡng chiếm bất hợp pháp. Thì cũng giống như Nga bây giờ cưỡng chiếm Ukraine một cách bất hợp pháp thôi. Đơn giản thôi quý vị. Nga có thể nói, ồ, ngày xưa dân Ukraine là gốc Nga mà. Cho nên tôi không dựa vào con người là như vậy. Lãnh thổ Ukraine nó nằm riêng biệt với Nga. Và họ đã tuyên bố độc lập từ thập niên 90 rồi. Sau khi khối cộng sản sụp đổ, nhiều dân tộc đã tách ra không còn nằm trong khối cộng sản nữa. Trong đó có Chechnya, có Georgia, có Ukraine. Bây giờ Nga cưỡng chiếm Chechnya, đánh chiếm một phần Georgia và bây giờ đang tấn công Ukraine. Đó là hành động xâm lăng. Ai cũng gọi đó là invasion, xâm lăng. Thì quý vị, cũng tương tự như cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, đó là hành động xâm lăng. Chứ không phải đó là lãnh thổ thuộc về cộng sản. Tại vì miền Nam từ ngày lập quốc, tức là từ ngày mà chúng ta có cái chính danh của một nửa miền Nam này, là chúng ta không hề có cộng sản. Các đảng phái quốc gia cũng không cộng sản. Do đó, cái mảnh đất từ vĩ tuyến 17 trở vô cho tới tận ở phía miền cực Nam của chúng ta chưa bao giờ thuộc về cộng sản. Dù bây giờ họ chiếm đóng bất hợp pháp, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn. Tại vì người miền Nam sẽ có một ngày họ lấy lại quyền tự trị của họ, họ lấy lại quyền tự quyết của họ, và họ thành lập cái quốc gia riêng biệt của họ, không dính líu tới cái đám cộng sản ngoài Bắc. Đó là thực tế. Và nó có đầy đủ chính danh, bởi vì nó đã được xác nhận trong cái Hiệp định Geneva năm 1954. Bởi cộng đồng quốc tế, bởi Liên Hiệp Quốc. Và chúng ta có đầy đủ chính danh. Đó là lý do tại sao mà nhiều người thúc đẩy tôi trong cái việc mà anh Phong tại sao không nói về Hiệp định Paris năm 1973. Hiệp định Paris chỉ là cái ngọn. Hiệp định Paris chỉ là cái ngọn dựa trên cái gốc của Hiệp định Geneva thôi. Để giải quyết cuộc chiến khốc liệt của đó, ngưng bắn, Hoa Kỳ rút quân ra khỏi miền Nam. Nó không phải là cái gốc vấn đề. Cái gốc vấn đề chính là Hiệp định Geneva, bởi vì nó đầy đủ chính danh. Do đó quý vị, miền Nam Việt Nam chúng ta đã là một cái quốc gia thật sự. Và chúng ta đang bị xâm chiếm gần nửa thế kỷ qua bởi khối cộng sản miền Bắc và chủ nghĩa cộng sản. Bởi vì chỉ có miền Nam Việt Nam mới đúng cái tên của nó là Việt Nam. Còn ngoài Bắc, họ lạm dụng cái tên Việt Nam thôi. Họ là các quốc gia và thuộc về khối cộng sản và thần dân của chủ nghĩa cộng sản. Rất là rõ ràng cho quý vị thấy, để cho quý vị ở trong Việt Nam, kể cả bên ngoài Việt Nam và kể cả những cái thành phần mà quý vị gọi là trí thức, mà tôi vẫn gọi những thành phần trí thức cực tả này đó quý vị. Nó sẽ chửi, nó nói là ông Phong này cố tình phân biệt Nam Bắc rồi phân hóa vùng miền bla 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 bla. Là đám trí thức đã từng nói chuyện với lại mục sư Nguyễn Công Chính. Tôi nói là cái đám trí thức này là cái đám trí thức đã làm mất miền Nam. Mà bây giờ lại bị cộng sản lừa gạt bằng cái chủ nghĩa dân tộc. Đánh đồng cả miền Bắc, miền Nam là một dân tộc. No. Miền Nam chúng ta có một cái thể chế riêng, có một cái lực lượng riêng và có một cái văn hóa khác biệt với chủ nghĩa cộng sản. Do đó không thể đánh đồng được. Chúng ta là một quốc gia riêng biệt. Tuy nhiên bây giờ cái miền Nam đã bị mất và chúng tôi ra ngoài này rồi. Thì đương nhiên cá nhân chúng tôi vẫn không còn cái gì liên can tới cái quốc gia gốc này, ngoại trừ cái cảm tình của một quê hương gốc của mình. Nhưng đối với những người đang ở trong Việt Nam bây giờ, quý vị phải tự quyết định tại sao cái ngôi nhà đó nó vốn thuộc về người miền Nam mà bây giờ mấy thằng Bắc Kỳ nó vô nó ở. Cái đó là tài sản của quý vị. Tài sản của người miền Nam. Tất cả những cái gì đang ở Sài Gòn, ở Cần Thơ, ở Bình Dương,
ở Đồng Nai, ở Hồ Nai, Thủ Đức đều là tài sản của người miền Nam cả. Và đó là tài sản của quý vị, chứ không phải của những tên Bắc Kỳ nói giọng Bắc. Nó dựa vào cái chế độ cai trị và đồng tiền nó kiếm được từ chế độ cai trị để nó cưỡng chiếm những cái tài sản này. Nó là tài sản của chính quý vị, những người ở miền Nam, những người sinh ra lớn lên từ thể chế miền Nam. Ok quý vị, đó là cái bài nói chuyện của chương trình đặc biệt của tôi trong cái lúc mà nhân cái dịp mà tôi nói chuyện với lại mục sư Nguyễn Công Chính khi mà ông gọi cho tôi về, khi mà ông về tới California. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này, để quý vị có thể thấy được cái chính danh chúng ta ở đâu, những người miền Nam. Và cái chủ trương của tôi là miền Nam tự quyết, vẫn để cho những người trong miền Nam tự quyết định lấy số phận của họ, tiếp tục đi theo cái chủ nghĩa cộng sản và khối cộng sản, hay là sẽ chọn một cái hướng đi cho dân tộc ở miền Nam, cho những người dân sống ở miền Nam, là tùy nơi quý vị. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt kế tiếp. Mến chào mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.